Tiên, xin mời các bạn cho kết nối với đầu cầu thứ Sao hai. Xin chào các lời đầu đồng tiên nghiệp ở đầu cầu Điện Biên, xin mời các bạn trình bày bệnh án. Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô và các anh chị ở các đầu cầu ạ. Sau đây Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên báo cáo bệnh án hội chẩn ạ. Phần hành chính ạ, bệnh nhân nữ 18 tuổi, địa chỉ tỉnh Điện Biên, nghề nghiệp tự do, vào viện ngày 18 tháng 9 2020. Lý do vào viện là khó thở mệt. Bệnh sử 5 năm nay bệnh nhân thường xuyên xuất hiện khó thở mệt khi gắng sức, khó thở khi lên cầu thang, không tham gia được các bài tập thể dục tại trường, xuất hiện các cơn tím môi, tím đầu chi khi gắng sức, các triệu chứng hết khi nghỉ ngơi, chưa đi khám tại các cơ sở y tế. 3 ngày nay thì bệnh nhân mệt nhiều, khó thở khi đi lại khoảng 20 mét, kèm theo hồi hộp, đánh trống ngực, hoa mắt, chóng mặt, không ho, không sốt, chưa điều trị gì vào viện ạ. Tiền sử bản thân thì chu kỳ kinh nguyệt kéo dài 3 tháng nay, 7 đến 10 ngày trên một chu kỳ. Tiền sử gia đình thì chưa có gì đặc biệt ạ. Khám toàn thân, bệnh nhân tỉnh, mệt, khó thở ly 2-3, thể trạng gầy, BMI 17,6, niêm mạc mắt nhợt nhẹ, tím môi, đầu chi, không phù, không xuất huyết dưới da, tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sở thấy, độ oxy tồn mạch 110 lần trên phút, huyết áp 110 trên 70, SpO2 dao động từ 84 đến 86%, không có thở oxy, nhịp thở 18 lần trên phút. Khám tim mạch, lồng ngực cân đối di động theo nhịp thở, mỏm tim khoang yên sườn 5 đứng giữa đòn trái, không có ổ đập bất thường, dấu ST âm tính, T1, T2 rõ, T2 mạnh tách đôi, cố định ở van động mạch phổi, không có tiếng thổi bệnh lý, tĩnh mạch cổ lỗi âm tính, phản hồi gan tĩnh mạch cổ âm tính, mạch ngoại vi bắt rõ, móng tay khum, không có dấu hiệu ngón tay dù trống, hô hấp thì dì dào phế nang rõ, phổi không gian, tiêu hóa bụng mềm không trướng, gan ách không sở thấy, không thấy tuần hoàn màng hệ, các cơ quan khác thì chưa phát hiện bất thường. Đây dấu hiệu móng tay khum bệnh nhân ạ. Chẩn đoán sơ bộ bọn em là theo dõi tim bẩm sinh có tím muộn, các xét nghiệm đề ra là khí máu động mạch, công thức máu sinh hóa cơ bản, NT-proBNP, điện tim, siêu âm Doppler tim và quang ngực thẳng. Đây là kết quả xét nghiệm bệnh nhân, khí máu thì pH là 7,45, PaO2 là 57, PCO2 là 34, HCO3 trừ 24, lactate 2.1. Khí máu lúc ra viện thì có PaO2 là 59, các chỉ số khác bình thường. Về công thức máu thì bệnh nhân có tình trạng thiếu máu như sau: hồng cầu nhỏ với HB là 94, HCT là 30%. Sinh hóa thì điện giải ure creatinine thì kết quả bình thường, có chỉ số sắt huyết thanh 2.9 giảm ạ, ferritin là 18 và NT-proBNP là 257 ạ. Điện tim của bệnh nhân thì kết quả điện tim là nhịp nhanh xoang tần số 108 chu kỳ trên phút, trục phải và có dấu hiệu dây thất phải. X-quang ngực thẳng thì bóng tim bệnh nhân không to, tăng tuần hoàn phổi. Kết quả siêu âm tim thì bệnh nhân kết luận là thông niên nhĩ lỗ thứ phát, kích thước là 10.6 x 8.7 mm, theo dõi san hai chiều, đo được QP trên QS là 1.65, hở ba lá nhẹ, tăng áp phổi nhiều, áp lực động mạch phổi tâm thu là 100 mm thủy ngân, áp lực động mạch phổi trung bình là 64 mm thủy ngân, giãn gốc động mạch phổi, giãn thất phải, chức năng tâm thu thất phải bình thường, chức năng tâm thu thất trái bình thường và không có bất thường tĩnh mạch phổi. Đây là kết quả siêu âm tim bệnh nhân ạ. Đây là hình ảnh các tĩnh mạch phổi. Đây là thông niên nhĩ san hai chiều. Đây kích thước lỗ thông niên nhĩ. Đây là đo chức năng đo đường kính thất phải. Đây là đo chức năng thất phải, chỉ số táp xe và S vẩy. Đây là đo QP trên QS đấy. Đây là đo
áp đường động mạch phổi tâm thu qua dòng phở hở van ban lá và áp đường động mạch phổi trung bình qua hở phổi ạ. Chuẩn đoán xác định bọn em là thông nghi nhĩ đốt thứ phát, có tăng áp lực động mạch phổi nhiều và theo dõi hội chứng SMNG. Cận lâm sàng bổ sung thì có bọn em có làm Holter điện tim thì kết quả là ngoại tâm thu nhĩ giải rác, không có cơn rung nhĩ, cuồng nhĩ. Siêm bọn em đề xuất thêm siêm thực quản và thông tin thì cơ sở em chưa làm được kỹ thuật này. Điều trị thì bệnh nhân được điều trị nghỉ ngơi tại giường, hạn chế các hoạt động gắng sức, thở oxy 2 lít trên phút. Thuốc bệnh nhân được điều trị là Betaloc 25mg x 1 viên, Spirovit 20-50mg x 1 phần 2 viên, Sildenafil là 50mg x 1 phần 2 viên x 3 lần, Sulfolic là 2 viên. Theo dõi điều trị, sau một tuần điều trị thì bệnh nhân tỉnh, đỡ mệt, còn có thở li 2, còn tím nhẹ môi, SpO2 khoảng 88%, bệnh nhân nuôi không thở oxy ạ. Các dấu hiệu sinh tồn mạch thì 72 lần trên phút, huyết áp 110/70 ạ. Bệnh nhân được duy trì đơn thuốc ra viện thì là Betaloc 25mg x 1 viên, Spirovit 20/50mg x 1 phần 2 viên, Sildenafil 50mg x 1 phần 2 viên x 3 lần và Sulfolic 2 viên. Bọn em xin có câu hỏi ý kiến hội chẩn. Thứ nhất là bệnh nhân này có nghĩ đến hội chứng SMNG không ạ? Câu hỏi thứ hai là điều trị nội khoa đối với bệnh nhân này ạ và chỉ định truyền máu ạ. Câu hỏi thứ ba là liệu pháp oxy tại nhà đối với bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi hoặc bệnh nhân có hội chứng SMNG có PaO2 giảm. Câu hỏi thứ tư là chỉ định đóng lỗ thông đối với bệnh nhân này ạ. Câu hỏi thứ năm là đối với bệnh nhân thông liên nhĩ có rối loạn chức năng thất trái, tâm thu hoặc tâm trương thì có chỉ định đóng lỗ thông được không ạ? Câu hỏi thứ sáu là chỉ định đóng lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ và phẫu thuật khác nhau nhiều ạ. Vâng, em xin hết ạ. Vâng, một cái bệnh án khá là thú vị và phức tạp. Bây giờ thì tôi xin phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Vâng, em xin chào tất cả các thầy cô và các quý đồng nghiệp các điểm cầu. Thì đây là một bệnh nhân khá là phức tạp và cũng có rất là nhiều điều đặc biệt. Đây là một bệnh nhân nữ 18 tuổi vào viện vì cái tình trạng mệt và khó thở. Khi mà làm các xét nghiệm lên thì ta thấy là có một bệnh nhân có một cái tình trạng đó là tăng áp lực mạch phổi rất là nhiều, kèm theo một cái lỗ thông liên nhĩ khoảng 1 cm. Thì cái này thì chúng ta sẽ cần phải tìm cái nguyên nhân gây ra tăng áp lực động mạch phổi cho bệnh nhân. Tại vì đối với cái lỗ thông liên nhĩ này thì kích thước nó tương đối là nhỏ, khoảng 1 cm, thì nó không thể gây ra được tình trạng là giãn thất phải và gây ra tăng áp lực động mạch phổi nhiều như vậy được. Thì chúng ta đối với bệnh nhân này sẽ cần phải tìm thêm các nguyên nhân khác để gây mà nó có thể gây ra tình trạng tăng áp lực phổi nhiều với bệnh nhân như này vậy, như cho bệnh nhân này như vậy. Thì chúng ta sẽ cần phải đối với bệnh nhân này thì cần phải làm thêm các xét nghiệm khác, ví dụ như là thông tim ống lớn để đo kháng trở mạch phổi, và cái thứ hai để xác định xem là bệnh nhân này là tăng áp lực mạch phổi tiền bao mạch hay là sau bao mạch thì mình có hướng để mình điều trị, và cái thứ hai là tìm thêm các luồng xăn khác trong tim có không. Tại vì trên hình ảnh siêu âm tim này thì mình mới chỉ nhìn thấy được sự đổ về của 2 tĩnh mạch phổi, còn các tĩnh mạch phổi khác mình không nhìn rõ. Thì mình có thể siêu mình có thể thông tim hoặc là mình xem tim qua thực quản hoặc chụp MSCT động MSCT tim để mình tìm ra có bất thường đổ về của tĩnh mạch phổi hay không, để xem là có nó có liên quan gì đến việc tăng áp lực mạch phổi nhiều như vậy cho bệnh nhân này hay không. Và cái thứ hai nữa là bệnh nhân này có một cái tình trạng nó là thiếu máu thiếu sắt. Đối với tăng áp lực mạch phổi thì một số bệnh lý liên quan đến bệnh lý về máu, đặc biệt là bệnh lý tan máu bẩm sinh, thì nó cũng có thể gây ra tình trạng tăng áp lực mạch phổi. Chính vì vậy là bệnh nhân này cần có cái tình trạng tăng áp lực phổi nhiều như vậy, chúng ta cần phải rà soát các nguyên nhân có thể gây ra tăng áp lực động mạch phổi cho bệnh nhân này để mình còn có hướng điều trị. Về phần có nghĩ đến hội chứng SMNG ở bệnh nhân này không, thì về các triệu chứng về mặt lâm sàng thì có thể nghĩ đến hội chứng SMNG, nhưng mà tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải thông tim để mình đo kháng trở mạch phổi và đo áp lực móc mạch phổi beat để mình có chẩn đoán xác định. Trước đây thì cái khuyến cáo là tăng áp lực phổi khi mà áp lực mạch phổi là trên 25mm thủy ngân thì được coi là thì được chẩn đoán xác định là có tăng áp phổi nhiều và có hội chứng SMNG. Tuy nhiên thì theo cái khuyến cáo gần đây nhất của Hội Tim mạch Châu Âu thì nó sẽ phân chia ra, nó có thêm một cái nữa là khi mà cái mức mà được chẩn đoán là tăng áp mạch phổi thì nó được hạ xuống, nó là thay vì 25mm thủy ngân thì nó đã giảm xuống 20mm thủy ngân.
Và cái nữa là khi mà đối với tăng áp phổi nhiều do tiền mao mạch thì nó có thêm một cái thông số nữa, đó là kháng trở mạch phổi nó phải trên 3 đơn vị út. Chính vì vậy nên là để xác định xem là bệnh nhân này tăng áp lực mạch phổi trước hay sau mao mạch và hướng điều trị như nào thì mình sẽ cần phải thêm các chỉ số liên quan đến thông tin khác nữa. Và bệnh nhân này thì có một cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt, nhưng mà tuy nhiên thì đối với bệnh nhân này thì chưa có chỉ định truyền máu nên là bệnh nhân sẽ chỉ định điều trị nội khoa. Và đối với các thuốc mà để điều trị thuốc mà điều trị cho bệnh nhân thì tương đối là ổn. Nếu như bệnh nhân này mà nếu như bệnh nhân được thông tin mà được xác định chẩn đoán là tăng áp lực phổi trước mao mạch thì mình có thể dùng thêm các thuốc giảm áp lực mạch phổi khác nữa, ví như là bosentan. Nếu như mà tình trạng huyết động của bệnh nhân mà cho phép. Và tuy nhiên thì bệnh nhân này thì đối với bệnh nhân này thì do cái lỗ thông nó khá nhỏ và là săn hai chiều rồi thì hiện tại cái chỉ định đóng lỗ thông của bệnh nhân này thì mình sẽ hiện tại thì là chưa có, tại vì cái nguyên nhân gây tăng áp lực phổi của mình thì mình chưa tìm được nguyên nhân cụ thể. Chính vì vậy nên là chỉ định đóng lỗ thông của bệnh nhân này hiện tại là chưa có. Còn nữa không? Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tôi xin bổ sung như thế này, cái bệnh nhân này thì nó còn rất nhiều điểm chúng ta có thể bàn luận được. Thứ nhất là có một cái lỗ thông liên nhĩ tương đối nhỏ trên một bệnh nhân có 18 tuổi mà lại có triệu chứng tím ở ngón tay và ở đầu chi. Như vậy thì cái chẩn đoán một cái hội chứng Asperger mà do cái lỗ thông liên nhĩ này thì có vẻ nó không hợp lý lắm. Trên cái phim chụp ngực, phim X quang tim phổi đấy, chúng ta thấy rằng động mạch phổi không vòng lắm, các cái mạch huyết quản có tăng tới máu lên phổi, tuy nhiên thì nó không quá nhiều. Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi thì những trường hợp này, nếu mà một cái hội chứng Asperger do thông liên nhĩ gây ra, tức là một cái sân trái phải lâu năm, thì thường là cái động mạch phổi nó rất là kinh khủng, tức là rốn phổi nó phải đậm rất là nhiều và động mạch phổi vòng rất là lớn. Như vậy thì chúng ta có thể đặt ra mấy vấn đề. Một là cũng có thể là thông liên nhĩ, hai là có thể còn những cái tổn thương khác ở trong tim hoặc trong phổi mà chúng ta chưa phát hiện ra. Ví dụ như là bất thường tĩnh mạch phổi đổ về toàn bộ, ví dụ như là tĩnh mạch hệ thống là tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới, có thể nó đổ vào nhĩ trái chứ nó không đổ vào nhĩ phải. Hoặc là có thể trường hợp này là tăng áp lực phổi tiên phát. Như vậy thì bây giờ phải đặt ra vấn đề là phải chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân để đưa cho bệnh nhân một cơ hội điều trị khỏi bệnh hay không. Chúng ta cần phải làm hai cái. Một là chúng ta cần phải thông tim, chụp mạch cho bệnh nhân, chụp động mạch phổi. Thứ hai là chúng ta phải chụp cắt lớp CT cho bệnh nhân để phát hiện các cái tổn thương phối hợp. Khi thông tim thì chúng ta có thể chụp cái cây động mạch phổi. Nếu trong trường hợp hội chứng Asperger chúng ta sẽ thấy hình ảnh cây chết, nghĩa là các cái nhánh mạch phổi ở ngoại vi nó sẽ không còn nữa, cái hình ảnh động mạch phổi nó sẽ cụt. Và chúng ta sẽ đo được chính xác kháng lực động mạch phổi là bao nhiêu. Thường là trong hội chứng Asperger là nó phải trên 8 đơn vị út. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định được chắc chắn. Và ngoài ra chụp CT chúng ta sẽ biết được là có tổn thương gì phối hợp hay không để chúng ta điều trị. Trong trường hợp nếu Asperger chúng ta không có chỉ định phẫu thuật nữa, không có chỉ định bít dù nữa, chúng ta chỉ có một phương pháp là ghép phổi toàn bộ, đúng không ạ? Sau đấy thì mổ đóng lỗ thông liên nhĩ và ghép phổi toàn bộ. Còn trong trường hợp nếu không phải hội chứng Asperger, chúng ta có chứng minh được rằng bệnh nhân có những cái tổn thương phối hợp trong tim và phổi thì chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật sửa chữa những cái tổn thương đó và đưa cho bệnh nhân một cái cơ hội sống. Thế còn trước mắt thì các bạn có thể bổ sung cho bệnh nhân ví dụ bosentan, ví dụ như misenbo chẳng hạn, đấy thuốc đó để cho bệnh nhân hạ áp phổi, có thể điều trị một thời gian, sau đấy chúng ta đưa đi thông tim và chúng ta chụp cắt lớp cho bệnh nhân một cái cơ hội. Xin mời những ý kiến khác hoặc là những câu hỏi của các đồng nghiệp. Em xin có một câu hỏi là theo ASC 2020 thì người ta nhấn mạnh cái vai trò của đa hồng cầu thứ phát khi bệnh nhân có tăng áp phổi và có hội chứng Asperger khi mà PaO2 giảm kéo dài và dưới 60 mét thủy ngân ạ. Thì đối với bệnh nhân này thì em thấy là HB của bệnh nhân là 94 và bệnh nhân có triệu chứng hoa mắt chóng mặt ạ. Thì mình có đề ra cái chỉ định truyền máu cho bệnh nhân không ạ? Tại vì nếu mình ngoài cái bổ sung sắt
cho bệnh nhân thì em nghĩ là bổ truyền máu thì cũng là một phương pháp mà tăng vận chuyển oxy cho bệnh nhân đến các mô ạ. Xin hết. Bác sĩ Nguyệt. Vâng, thì đúng là trong cái khuyến cáo mới thì người ta sẽ đề cập đến vấn đề là đa hồng cầu ở bệnh nhân hội chứng Emmenser có hoặc là tăng áp phủ nhiều, nhưng mà tuy nhiên đối với bệnh nhân này thì khoảng 3 tháng gần đây thì bệnh nhân có hiện tượng là dốc kinh và chu kỳ kinh nguyệt kéo dài, thì nó cũng có thể là nguyên nhân làm cho bệnh nhân có cái tình trạng thiếu máu. Và trên khi mà làm xét nghiệm thì bệnh nhân là có cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt, nhưng mà tuy nhiên cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt của bệnh nhân này có thể liên quan triệu chứng thiếu máu và cũng có thể liên quan đến cái biểu hiện của cái tăng áp phủ nhiều. Chính vì vậy nên là cái này thì cái việc truyền máu cho bệnh nhân này thì hiện tại theo ý kiến của riêng tôi thì sẽ không có chỉ định truyền máu ở bệnh nhân này, mà mình sẽ điều trị nội khoa, sau đó mình sẽ tìm thêm các nguyên nhân khác gây thiếu máu ngoài cái việc dòng kinh của bệnh nhân. Một trong các nhóm nguyên nhân mà có thể gây ra tăng áp phổi nhiều đó là có một số bệnh lý nó liên quan đến bệnh lý về máu như là tan máu bẩm sinh, hoặc là một số bệnh lý liên quan đến các tế bào khổng lồ ấy, thì cái này thì mình sẽ cần phải tìm nguyên nhân để mình điều trị. Thế còn cái việc truyền máu thì hiện tại thì theo mình nghĩ là thì hiện tại chưa có chỉ định. Xin mời các ý kiến khác. Các bạn còn hỏi gì nữa không? Vâng, em cũng không có câu hỏi gì ạ. Em xin báo cáo là bệnh nhân này bệnh nhân dân tộc, là người dân tộc ạ. Cái thứ hai là bệnh nhân là gia đình khó khăn ạ. Thì bọn em cũng thay mặt bệnh nhân thì xin phép là quý thầy cô có các cái chương trình hỗ trợ thì điều trị thì trước mắt thì sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân ạ. Nếu mà bệnh nhân được chuyển được về viện tim ấy, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ chụp miễn phí, thông tin miễn phí cho bệnh nhân, chụp miễn phí cho bệnh nhân. Sau đó thì nếu mà phẫu thuật hoặc là làm cái gì mà nó tốn tiền ấy, thì chúng tôi sẽ kêu gọi tài trợ hoặc là có những cái quỹ. Bệnh nhân này 18 tuổi đã là người lớn rồi thì nó cũng hơi khó, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng. Thay mặt bệnh nhân và gia đình em xin cảm ơn thầy cô ạ. Vâng, cố gắng theo giữ duy trì cái thông tin của bệnh nhân nhé. Đây là một cái trường hợp cũng khá là hay. Sau khi mà chúng ta có cái kết quả chẩn đoán chính xác thì chúng tôi sẽ thông tin lại trên chương trình Telehealth này. Vâng. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Điện Biên. Bây giờ thì chúng tôi xin tiếp nối